Cái này giờ đợi trong tài là cái gì anh? Đợi trong tài hả? Mình chia đổ đủ rồi đó, đủ cầu đá. Trọng tài chắc anh làm luôn hả? Chứ giờ không có trọng tài rồi, hai đội tự giác thôi. Trường Hưng cái với Bảo Châu là 4:30 6 giờ. Lẽ Bảo Châu làm hai cái lượt luôn à. Ok anh em nha, đây là mới màn khởi động thôi nha anh em. Mới màn khởi động của câu lạc bộ Phong Xì Bo đó nha. Chứ chưa có vô trận đấu nha, này là khởi động thôi. Đội Phong Xì Bo khởi động thôi, chứ chưa có thi đấu. Đợi đợi y chằng các bạn. Chằng tới sân rồi. Cái biên bản đó anh Phong ơi, cái biên bản đó khó coi lắm á. Cái biên bản đó quy định cho mấy nhỏ luôn anh Phong ơi. Chạy qua khó nhìn lắm, chắn chắn.
Má tao đi tiền rồi, anh tiền đó, tiền tao cũng má tao với chị đâu. Chim không đi quê ơi. Đồ không? Có chị mượn không? 200 thôi, 200 thôi. Đâu? Em cắp gì đi. Để tôi. Đâu? Tao đang dễ. Đi lên được không? Đứng giùm bạn. Người ta khởi động gì mà bạn nhìn mấy thằng này nè. Trời ơi. Đúng là anh khôn. Đây là chú Phong. Quay người ta khởi động. Lấy lên tử không? Đây nè. Nãy giờ mình nói tào lao. Không, nhưng mà nói giảng vô bình thường. Nói nãy giờ tụi con nói giảng vô. Giảng nghe. Nãy giờ có nói xấu hay không? Dạ không, có. Rồi giờ chuẩn bị đánh. Nè, bấm vô cái chỗ đó 300. Còn mình lượm vô đây nè. Hai điện thoại. Không không không, nhưng mà tại chưa mình lượm. Có là sự kiện. Nè, nhìn bình luận qua nó hiện lên nè. Chưa vô chặt. Không, bữa nay làm trọng tài đẹp trái vậy ta. Chào mừng quý khán giả và các bạn, chúng ta đang có mặt tại sông đá Hương Việt của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng để theo dõi trận đấu giao hữu trên mặt sân năm giữa hai đội bóng Y Trần SC và cao thủ Phong Si Qua SC các bạn. Đội quân trong hiệp đấu thứ nhất này thì cao thủ Y Trần SC thì đổ bên phần sân tay trái của chúng ta, và cao thủ Phong Si Qua SC thì đổ bên phần sân tay phải trong trang phục màu trắng đỏ các bạn. Đây là Y Trần và trọng tài đang bắt chính trận đấu ngày hôm nay chúng ta, đó là trọng tài Phong Si Qua, trọng tài bắt cái chỉ các bạn. Đã biên cho cao thủ Phong Si Qua. Và ngày hôm nay đặc biệt trên mặt sân năm sân Hương Việt chúng ta, ngày hôm nay là một trận đấu giữa Y Trần và Phong Si Qua, và một điều đặc biệt là có một cầu thủ nữ trên sân các bạn, đó là Y Trần. Thì đội bên phía đội Y Trần đã xề vào là người rất hay. Đó là Huy Chiên. Dứt điểm không bầu. Và phá hợp giữa cầu thủ số 10, đó là Kiệt Nay Ma. Và pha dứt điểm cuối cùng, đó là pha dứt điểm của Quốc Đại các bạn. Chưa thắng được thủ môn bên phía đội Y Trần đã xề đó thủ môn bên khơi. Và dứt điểm, tình huống dứt điểm của cầu thủ số 10, đó là Kiệt Nguyễn, Kiệt Nay Ma các bạn. Tiếp tục là một cầu thủ đá vào góc cho cao thủ Phong Si Qua. Ông dẫn còn Kiệt Nay Ma làm gì đây? Đúng cắt bóng của cầu thủ số 0, đó là Thanh Phú. Xin chào Minh Xuyên. Ok Minh Xuyên, sân này là sông đá Hương Việt các bạn, đường Lê Hồng Phong, thành phố Sóc Trăng, của tỉnh Sóc Trăng. Phòng phản công dành cho cao thủ Phong Si Qua SC. Đây là Kiệt Nay Ma, đồng chí cho đủ số 9, đó là Trường Đen. Phòng phản công rất dễ dàng các bạn. Cũng được điện thoại được dọc, áo điện cho các đội Y Trần SC. Và để cho quý khán giả và các bạn chúng ta tiện theo dõi những phút thi đấu tiếp theo của hiệp đấu thứ nhất này. Đi viên xin điểm qua những cái tên có mặt trong đội hình của hai đội bóng Y Trần SC như là Phong Si Qua các bạn. Đi viên xin điểm qua là cao thủ dự bị như là chính thức luôn nha các bạn. Bên phía đội Y Trần SC chúng ta có thủ môn Minh Khôi số 3,
Y Trần số 12, số 0 đó là Thanh Phú, 19 Thanh Nhã, số 17 đó là Bò. Khang Phạm số 49 các bạn. Bên phía đội Phong Xì Bò, chúng ta ra quân với thủ môn Tiến Đạt. Số 2 đó là Hoàng Huy. Số 6 Minh Chuộng, số 10 Kiệt Nam Ba. Số 9 Trường Đen, số 12 đó là Tuấn Vũ. Hồng Phúc số 8, Quy Hoàng số 11, Trung Hiếu số 5, Phát Đại số 7, 19 đó là Vũ Phương. Và còn có một thủ môn đó là thủ môn Vương Quang số 1 các bạn. Dứt điểm có bầu. Sẽ đầu thưởng bóng lên cho thủ môn Minh Khôi các bạn. Còn nữa chào Minh Si nha, chào quý khán giả các bạn, chào 500 em đã vào xem lên team để cổ vũ cho hai đội bóng trẻ của chúng ta các bạn. Y Trần FC và Phong Xì Bo FC. Sẽ là một tình huống phát bóng lên cho thủ môn Minh Khôi. Và chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Hương Việt, đường Lê Hồng Phong, thành phố Nha Trang của tỉnh Sóc Trăng. Mọi thông tin chi tiết như là số điện thoại của sân bóng đá Hương Việt, Đinh Duy đã cho chạy chữ bên dưới rồi, cũng như là cho chạy trong phần mô tả, chúng ta có thể dễ dàng liên hệ gặp Đinh Duy Khánh các bạn. Khánh Đinh với số điện thoại đặt sẵn là số điện thoại 0788 755 599 các bạn. Sẽ làm tình huống đá biên cho các cầu thủ Y Trần FC. Và sau trận đấu này thì sẽ diễn ra, bạn nói là trận đấu siêu kinh điển các bạn, giải S7 Sóc Trăng Lip tranh cúp nước suối Bảo Ngọc mùa 1 năm 2024 được diễn ra với hai đội Quảng Điền Xây Dựng Trường Hưng và các đội chăm sóc sức khỏe Bảo Châu. Mà điều bóng của cao thủ Phong Xì Bo được chiến tiếng ai dứt điểm không đâu, đó là được chiến công hai dành cho cầu thủ số 7 và dứt điểm quá đại các bạn. Sẽ là một tình huống đá phạt góc cho cao thủ Phong Xì Bo. Những pha phối hợp và cột hai là những pha phối hợp phải đây thường thấy tại mặt sân 7, đây xin lỗi bạn, mặt sân 5. Thì mặt sân 5 thì những pha qua bóng chuyền cột hai là những pha chuyền bóng ghi bàn là phổ biến trên mặt sân 5 các bạn. Đó là đường chuyền của số 10, đó là Kiệt Neymar. Đó là pha đường chuyền của Trường Đen, Kiệt Neymar vẫn là cao thủ Phong Xì Bo qua người. Rất kỹ thuật. Những pha phối hợp rất nhịp nhàng các bạn của cao thủ Phong Xì Bo, rất hay. Và đây là đường chuyền chưa vào các bạn. Đó là pha cản phá của thủ môn Minh Khôi. Sẽ là một tình huống đá phạt góc cho các cầu thủ Phong Xì Bo. Hai phút vừa qua thì ta thấy cao thủ áo trắng đỏ đã dồn lên tấn công. Những pha phối hợp rất nhịp nhàng, những cơ hội đủ dứt điểm về vừa khung thành thủ môn Minh Khôi các bạn, nhưng vẫn chưa có bàn thắng thì số tại thế nào là không điều. Đây là Trường Đen dứt điểm không vào. Và dứt điểm của cầu thủ số 8 đó là Hồng Phúc. Và chúng vào người với Y Trần và đi hết đường biên ngang các bạn. Và góc dành cho cao thủ Phong Xì Bo, một cầu thủ nữ duy nhất cho đến thời điểm hiện tại trong đền của Y Trần đã chơi các bạn. Và trên sân chúng ta lúc này, xin chào anh Jimmy Yisile. Áo trắng tấn công không luôn quậy bởi Đinh Duy. Và đây là thủ môn Tiến Đạt. Tỷ số hiện tại thế nào là không đều các bạn. Đây là pha đi bóng của Kiệt Neymar chưa được, còn cầu thủ cắt bóng của cầu thủ Thanh Phú các bạn. Đá biên dành cho các cầu thủ Phong Xì Bo. Một lần nữa cảm ơn anh Jimmy Gisele, cảm ơn Minh Xuyên. Và chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Hương Việt, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng các bạn, để theo dõi trận đấu giữa hai đội Y Trần FC và cao thủ Phong Xì Bo FC. Phong Xì Bo FC các bạn. Và tỷ số hiện tại đang là không đều của trọng tài đấu chính trận đấu ngày hôm nay là trọng tài anh Phong Xì Bo. Một buổi chiều hiện tại đang có chuyển mưa, rất mát mẻ các bạn. Có chuyển mưa nhưng hy vọng sẽ không có mưa để cao thủ chúng ta sẽ thi đấu được thuận lợi nhất các bạn. Đội đường chi cũng hay dứt điểm không chú nào nữa các bạn. Giờ chúng còn dọc chúng còn chờ trước và còn dọc sau, chưa có bàn thắng nữa các bạn. Bóng lên dành cho thủ môn Minh Khôi, tự nhiên tưởng đâu là dịch chúng còn dọc sau. Xin chào anh Jimmy CCD, hello anh, lâu quá không gặp. Cảm ơn anh Jimmy CCD, hẹn một ngày gần nhất được gặp anh Jimmy CCD như là giao lưu đội bóng ở đây. Như vậy sẽ làm thủ đá biên cho cao thủ Y Trần FC. Bóng này đi hết được biên dọc các bạn. Đá biên cho cao thủ áo trắng đỏ. Đây là Trường Đen Kiệt Neymar. Vẫn là các cầu thủ Phong Xì Bo mà bóng rất hay của Kiệt Neymar. Đây là Hồng Phúc các bạn. Đó là chuyển Trường Đen Kiệt Neymar các bạn. Những pha phối hợp rất nhịp nhàng của cầu thủ Phong Xì Bo.
Ok, đại quân đại vô. Đó là đường truyền của bộ đội số 8 Hồng Phúc, một đường chọc khe dành cho Quốc Đại rất hay các bạn. Sau đó Quốc Đại đã có đường bắt bước một bằng chân trái và dứt điểm bằng chân phải. Ghi bàn, mở đi số cho cao thủ Phong Sivo, 1-0 cho cao thủ áo trắng đỏ các bạn. Và đó là bàn thắng của Quốc Đại. Đây là kiệt em ạ. Đây còn rất kỹ hơn của kiệt em ạ. Chưa được. Vẫn là kiệt em ạ. Đây là bò phản công cho các đủ đi chọn hết chơi. Người số 49 Khang Phạm là đi chọn. Sẽ làm đúng đá liền cho các cầu thủ Phong Si Bo FC. Đó là chuyển Hồng Phúc dành cho Kiệt Thái Ma. Và đây là Trường Đen. Và đây là đường chuyển của Hồng Phúc. Wow! Đã có bàn thắng tiếp theo nữa cho cầu thủ Phong Si Bo các bạn. Tỷ số đã được nâng lên 2-0 cho cao thủ Phong Si Bo. À, xin chào Tôn Hiếu Quang, Tăng Thế Vô. Hello anh Linh Bà Ná Nà, anh Linh Chuối 20 lon còn là gì? Ok anh Linh Bà Ná Nà, giờ này mà sáng giờ nhậu 20 lon thôi. Đúng là anh Linh Chuối. Một tháng 30 ngày nhậu hết 29 ngày rồi. Và đây là bò. Đó là một tình huống dứt điểm từ xa của bò các bạn. Có lên dành cho thủ môn Tiến Đạt. Xin lỗi quý khán giả, đây một thủ giáo biên cho cầu thủ Phong Si Bo các bạn. Đây là Trường Đen. Mình chỉ cho Kiệt Đen mà. Mày không gấp kỹ được Kiệt Đen mà. Quá người, chưa được. Đó là bàn cắt bóng kịp thời của Thanh Phú. Giáo biên tiếp tục cho cầu thủ Phong Si Bo. Ok. Dứt điểm không vào. Đó là đội dứt điểm của Hồng Phúc. Một góc cho cao thủ Phong Si Bo. Một nửa chào anh Linh Bà Ná Nà, chào tôi Thế Văn, Tăng Thế Vô. Chào quý khán giả và các bạn, chào 500 anh em đã vào xem live stream của Vũ Thầy Đạo Bóng Y Trần SC như là Phong Si Bo SC các bạn. Để Quốc Đại Kiệt Nê Hoàng. Dạ Quốc Đại rất kỹ được. Quốc Đại đi chiếm ô. Còn đi hết đơn biên nhọc. Sẽ làm một đúng đá biên cho các lũ Y Trần. Đây là Khang Phạm. Thanh Phú, đó là Khang Phạm. Đây là Trường Đen các bạn. Và cắt bóng của Bo. Đây là thủ môn Tiến Đạt, một đường truyền. Cũng đi đến được bị dọc, đá biên cho các thủ Y Trần, SC. Và một lần nữa chúng ta đang theo dõi những cuộc thi đấu của người thi đấu thứ nhất. Trận đấu với hai đội Y Trần, SC và các thủ Phong Si Bo, SC các bạn. Ta đang có mặt tại sân đá Hương Việt, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Tỷ số hiện tại đang là 2-0 nghiêng về cao thủ Phong Si Bo, cao thủ áo trắng đỏ. Chưa được. Sẽ làm thủ đá biên cho cao thủ Phong Si Bo. Là Quốc Đại, vẫn là Quốc Đại. Quốc Đại làm gì đây? Rất kỹ thuật. Còn đôi chiên. Đây là Kiệt Đế Ba, dưới đế vô. Và xử lý rất hay, rất kỹ thuật của Kiệt Đế Ba các bạn. Kiệt Neymar vừa ghi bàn đánh số lên 3-0 cho các đội Phong Si Bo FC. Đó là đường chuyền phản công đến Bo. Rất hay. Đó là pha phối hợp giữa Bo và đội số 49, đó là Khang Phạm. Sẽ làm thủ khó bóng lên cho thủ môn Tiến Đạt các bạn. Cao thủ Y Trần đã chơi các bạn, những các em vẫn chưa tự tin lắm các bạn. Các cầu thủ Y Trần ta hãy tự tin lên, thi đấu tự tin lên các em. Đó là chuyền. Đây là dứt điểm đưa chuyền của ai không ô. Đó là đường chuyền của đội số 8, đó là Hồng Phúc chơi cho Quốc Đại các bạn. Và điểm bóng Quốc Đại bóng trúng sang ngang. Hiện chưa có bàn thắng thứ tư cho cầu thủ Phong Si Bo. Và
được phát bóng lên dành cho đội bóng bên phía đội Asia. Bóng bằng tay em ơi, bóng bằng tay, ok. Đây là bên khơi. Đây là bò. Đó là đường truyền của bò dành cho Trang Phạm. Và sẽ được bước vòng chưa thành công các bạn. Đường truyền của Trường Trang. Và đây là bóng cải làm gì đây? Đội chỉ có 3 gì đây mà. Và ông Hồng Dương Quốc Đại và Hồng Phúc. Hồng Phúc vừa ghi bàn. Nâng tỷ số lên 4-0 cho các đội Phong Xì Bo các bạn. Thì một team mới được tung vào sân mình phía đội Phong Xì Bo các bạn. À, có cầu thủ 19 đó là Vũ Phương, 11 số 1 đó là Quy Hoàng, số 12 đó là Tướng Vũ, và số 6 là Hoàng, số 6 đó là Minh Chuộng. Đó là những cái tên mới vừa vào sân bên phía đội Phong Xì Bo. Bắt đầu là chuyền của Tướng Vũ, Quy Hoàng, Minh Chuộng. Sẽ là một thủ đá biên, đá biên cho cầu thủ Phong Xì Bo các bạn. À, xin chào tôi Đức Văn, chào Linh và Đá Nà, chào BH Khánh. Hello bình viên, lâu rồi không gặp. Ok, cảm ơn BH Khánh nha. Phạm Hoàng Khánh. Hello anh trai. Đang ở anh đang sang Hương Việt nè Khánh ơi. Tiếp tục đá biên các bạn. Được phản công. Phản công cho các đội Y Trần, đây là bò. Khang Phạm. Và đây là Minh Khôi. Và đội bóng của Minh Khôi không vào. Đó là thay điểm Minh Khôi. Như vậy thủ môn bên phía đội Phong Xì Bo đó là thủ môn Vương Quang các bạn. Cũng đã vào xong. Và được vừa rồi thì Vương Quang đã có thủ cản phá của chiếc điểm của Minh Khôi. Đường chuyền của Quy Hoàng. Góc kỹ thuật đó là Tấn Vũ. Quy Hoàng làm gì đây? Đường chuyền. Dẫn đến những pha phối hợp rất nhịp nhàng của cầu thủ Phong Xì Bo bạn, và góc cho cầu thủ Tránh Đỏ. Xin chào Minh Hoàng, huấn luyện viên Calypso, hello huấn luyện viên và mọi người cuối tuần vui vẻ. Ok, cảm ơn huấn luyện viên Calypso. Đây là Quý Hoàng. Rất kỹ thuật. Đường chuyền rất hay, dứt điểm không vào. Bóng đã đi hết đường biên dọc rồi. Cảm ơn cho các lũ Y Trần SC. Xin chào Hoàng Khánh. Từ lúc giải kế sách SC tới giờ không gặp luôn. Ok, lâu lắm rồi. Năm rồi, tết năm rồi, đây năm kia tới dạo này. Đây mới coi. Đây là một đội đấu đấu biên cho các cầu thủ Y Trần ở trên. Tỷ số hiện tại đang là một lợi thế nghiêng về các cầu thủ áo trắng. Cầu thủ Phong Xì Bo đang tạm dẫn trước cầu thủ Y Trần với tỷ số 4-0 các bạn. Đây là Hoàng Quy, Quy Hoàng. Quy Hoàng. Dứt điểm không vào. Đó là cầu thủ cắt bóng của Y Trần các bạn. Sẽ là thủ đá biên cho cao thủ Y Trần. Đây là Khang Phạm. Đây là bò. Lê Quý Hoàng các bạn. Cảm ơn Quý Hoàng. Và xin chào Khánh nha, Hoàng Khánh gọi là nhắn là này là đá giải hay giao hữu? À, giao hữu Khánh ơi. Dứt điểm vào. Đó là bàn thắng của Tuấn Vũ. Tuấn Vũ vừa ghi bàn, tỷ số lên 5-0 cho các cầu thủ Phong Xì Bo FC. Được tung vào sân bên phía đội Y Trần hết chơi. Đây là Y Trần các bạn. Quý Hoàng cầu thủ mới vào sân bên phía đội Y Trần là cầu thủ số 19 đó là Thanh Nhã. Thanh Nhã đã vào sân. Đó là đá bóng Y Trần. Quý Hoàng.
Đó là mình truyền về dành cho đây là thủ số 6. Đó là Minh Chuộng, Minh Chuộng thì bóng cho Huy Hoàng làm gì đây? Vẫn là Minh Chuộng, vẫn là cầu thủ Phong Si Bo. Đây là Vũ Phương. Đường chuyền góc hay. Đây là Huy Hoàng làm gì đây? Dứt điểm. Đó là bàn thắng của Huy Hoàng, đánh số lên 6-0 cho cầu thủ Phong Si Bo các bạn. Những phút vừa qua thì cầu thủ Phong Si Bo có những pha phối hợp, những pha dứt điểm thành bàn thành công. Đã có sự thay đổi vị trí thủ môn bên phía đội Y Trần các bạn. Thủ mới vào sân, thủ số 19 Thanh Nhã hiện tại đang lưu về làm khung thành, chắn giữ khung thành. Là thủ môn chắn giữ khung thành cho cầu thủ Y Trần ở trên. Sẽ làm lượng góc cho cầu thủ Phong Si Bo. Bên chỗ không bao một góc dành cho các cầu thủ trắng. Đây là Tuấn Vũ, bên chỗ còn gì cho Huy Hoàng. Tuấn Vũ chưa được kháng phòng, sẽ làm được phản công cho các đội Y Trần. Sẽ làm tình huống đá biên cho các đội Phong Si Bo các bạn. Đánh góc không vào. Đó là pha đánh góc của Vũ Phương các bạn. Cầu thủ số 19 là Vũ Phương, còn cầu thủ số 12 mới là Tuấn Vũ. Can phạm. Xin chào thầy Hậu, hello. Em xin chào thầy Hậu ạ. Chào Quang Khánh. Chào thầy Hậu, lâu rồi không gặp thầy Hậu. Đó là bàn đầu cắt bóng của chủ. Sẽ làm được đúng đá biên cho cao thủ Y Trần ở xe. Đây là Y Trần. Dẫn là Y Trần các bạn. Đường chuyền dành cho cầu thủ số 3 Minh Khôi. Khác không? Đó là đường chuyền của Tuấn Vũ dành cho Minh Chuộng. Minh Chuộng sẽ làm gì đây? Một pha phối hợp 3-2 các bạn. Mình chưa thành công. Tại vì cho cầu thủ Y Trần hết rồi. Đây là Minh Khôi. Thủ phát bóng lên dành cho cầu thủ Y Trần hết rồi. Và đây là thủ môn Thanh Nhã. Và đây bóng rất mạnh. Đây là Y Trần. Minh Chuộng. Và đây là thủ môn Phương Quang các bạn. Rất hay. Và quay qua người của Huy Hoàng. Huy Hoàng làm gì đây? Được chi? Dẫn điểm không bao. Đó là thủ môn dứt điểm của Vũ Phương. Và thủ môn Thanh Nhã cũng đã có thủ môn cao bóng khép góc kịp thời. Được Huy Hoàng. Vũ Phương. Minh Chuộng. Vẫn là cầu thủ Phong Si Bo SC. Rất hay. Đây là Tuấn Vũ. Vũ Phương thì chỉ có hai. Bóng vẫn còn các bạn. Dứt điểm không bao. Sẽ là một tình huống phóng lên thủ môn Thanh Nhã. Thì em phía đội Y Trần có sự thay đổi cầu thủ. Y Trần rời sân. Và cầu thủ vào sân. Ở phía đội Y Trần, số mấy em? Tên gì em? Anh ghi tên. Thao Quỳnh. Thảo Quỳnh. Như vậy Thảo Quỳnh vừa vào sân thì mấy đội Y Trần nó xe các bạn. Đó hay. Tuấn Vũ. Ông đã đi hết được một dọc.
đã biền cho các cầu thủ Y Trần. Khang Phạm, Thảo Quỳnh. Và đây là Bách Khôi, Phương Chiên chưa được. Thảo Quỳnh thiệt hả? Lại tên gì? Kim Hua. Rồi ok. Đây là Minh Chuộng, Quý Quang, chị vọng chơi Tuấn Vũ. Và có bóng Kim Hua. Quý Hoàng các bạn. Và đây là Minh Chuộng. Vẫn là Quý Hoàng. Vẫn là cầu thủ Phong Sibon. Vẫn Quý Hoàng. Được các bóng Minh Khôi. Minh Khôi làm gì đây? Đó là Bùi Chiên. Giang Phạm. Khang Phạm là tình huống dứt điểm của Khang Phạm như thành công không bạn? Thì Hoàng Quy vào sân. Hoàng Quy vào sân bên phía Đông Phong Sibo cũng như là Trung Hiếu các bạn. Trung Hiếu và Hoàng Quy vào sân bên phía đội Phong Sibo. Trận đấu được tiếp tục. Đó là thủ môn Minh Hoa Phương Quang các bạn. Dũng Phương. Đây là Hoàng Quy. Đó khay. Được chia dữ điểm, đó là pha dữ điểm các bạn, pha dữ điểm của Trung Hiếu. Sẽ làm tình huống đá vào góc dành cho cầu thủ Phong Sĩ Bon. Cũng đi hết được 10 vòng rồi. Đây là Minh Khôi, phản công cho cầu thủ Y Trần. Minh Khôi làm gì đây, Dũng Quang ơi. Đó là pha đè bóng hơi dài của Minh Khôi các bạn. Bóng đã đi hết được 10 ngàn, sẽ làm tình huống phát bóng lên cho thủ môn Phương Quang. Vũ Vương, Hoàng Quy, Minh Chuộng, Phương Quang. Vẫn là Vũ Vương, rất kỹ thuật. Đó là chỉ Hoàng Quy cho Vũ Vương. Đây là Minh Chuộng, bóng đã đi hết được 1 vòng. Đã biên cho các cầu thủ Y Trần, SC. Kim Hùa. Kim Hùa chuyền bóng dành cho Minh Khôi. Chưa được các bạn, chưa được Minh Chuộng. Minh Chuộng làm gì đây, được chọc khe, chưa được. Kim Hùa phản công cho đội Y Trần. Đây là tình huống đá biên cho các cầu thủ Y Trần SC. Xin chào Nguyễn Cao Mật. Cảm ơn Nguyễn Cao Mật. Đây là Minh Khôi. Đi điểm rất mạnh Minh Khôi, bóng đi hơi cao các bạn. Bóng lên cho thủ môn Phương Quang. Đây là Minh Chuộng. Hoàng Quy. Mình truyền dành cho Vũ Phương, chưa được. Đây là Minh Khôi. Chưa được các bạn, pha phản công chưa thành công của cầu thủ Y Trần. Đây là Hoàng Quy. Đây là Minh Khôi. Đây là Khang Phạm. Kim Hua. Vẫn là cầu thủ Y Trần. Phải chỉ điểm từ xa. Minh Chuộng đang có bóng thành công các bạn. Đây là Vũ Phương. Rất kỹ thuật. Đây là Vũ Phương, pha này bóng tốc độ. Đó là đường truyền dành cho cầu thủ số 5. Đó là Trung Hiếu, Trung Hiếu chuyền bóng cho Vũ Phương. Vẫn là Vũ Phương, chưa được. Còn đây là Minh Khôi các bạn. Khang Phạm Vũ dứt điểm. Và đó là quả bóng chính xác của Phương Quang. Đây là Hoàng Quy.
Vũ Phương, đó khai chú Hiếu, chú Hiếu chịu bóng nhưng cũng hay dứt điểm vô đó, đâu đang có Vũ Phương các bạn. Vũ Phương Dương Kiều Hoàng tỷ số lên 7-0 cho các hộ Phong Si Bon. Tiếp tục Khang Phong, ở đây là thủ môn Di Khánh các bạn. Rồi rồi rồi, quản lý xăng vô đá luôn bạn ơi. Đây là bến chuồng làm gì đây? Di Khánh vào xăng và chờ vị trí thủ môn chẳng dẫn khung thành cho các thủ Y Trần các bạn. Xin chào Nguyễn Hồng Mặt, thằng tí anh hôm qua không có về. Nguyễn Hồng Mặt đây bẻ xô rồi, bẻ xô rồi. Đây là chuyện của Quý Hoàng và đây là Mến Chuồng, nhận lấy Quý Hoàng. Trên sân chúng ta có hai cầu thủ Quý Hoàng và Hoàng Quy các bạn, không khéo rồi đồng lộn đó, đưa chuyền cho Hoàng Quy chưa được các bạn. Đây là đội đấu viên dành cho cầu thủ Y Trần ở trên bên phần sân bên kia. Chúng ta thấy quản lý sân đã Phương Việt các bạn cũng đã làm một cái chỗ livestream rất VIP để cho anh em livestream. Xin chào Trần Quỳnh Khang, hello Trần Quỳnh Khang. Đây là chú Hiếu, người truyền dành cho Quý Hoàng. Quý Hoàng làm gì đây? Đó, người truyền về dành cho Minh Chuồng. Minh Chuồng không bầu, ổng lên cho thủ môn Di Khánh, Khánh Đinh. Thầy Khánh Phạm là Hoàng Huy, đường chỉ chú Quý Hoàng. Hai con này là nói thôi là có chuyện lỗ Hoàng. Hoàng Huy, Quý Hoàng. Và đây là Trung Hiếu, chưa được Di Khánh. Quý Hoàng, Quý Hoàng đã bóc bài. Quý Hoàng sẽ làm gì đây? Một đường chuyền thứ hai, cú dứt điểm và dứt điểm Trung Hiếu nhưng chưa thành công. Bóng đi vào vòng vòng. Sẽ là đội pháo bóng lên dành cho các cầu thủ Y Trần HC. Khang Phạm, đây là Kim Hùa. Đụng các phong của thủ môn Phương Quang các bạn, được truyền rất kỹ thuật dành cho đại là Minh Chuồng, Quý Quang. Hello Hồ Sang, hello anh trai. Đó là nhắn là hát solo bình luận viên bạn. Ok, hát solo Hồ Sang. Đây là phần đầu tiên, chưa được, phòng phối hợp vừa Quý Hoàng và Trung Hiếu như chưa thành công bạn. Đây là Di Khánh, Di Khánh chi bóng và đường truyền dành cho Minh Khôi. Minh Khôi làm gì đây? Đây là cao thủ Phong Chi Bò tấn công và lùi về phòng ngự rất nhanh các bạn. Đây là Trung Hiếu rất kỹ hơn, ổn vẫn còn. Và đây là Kim Mùa, Di Khánh. Di Khánh sẽ làm gì đây? Đó là đường truyền cho Khang Phong. Khang Phạm không bầu, bỏ bóng lên dành cho thủ môn Phương Quang. Ai vậy Bò số 17, Bò cũng đã vào sân bên phía đội Y Trần các bạn. Cái này cho Khang Trần, Khang Phạm các bạn, Khang Trần, Khang Trần các bạn. Bên phía đội Phong Xì Bò, những cái tên được tung trở lại, chúng ta có Quốc Đại số 7, số 9 đó là Trường Đen, số 8 8 đó là Hồng Phúc các bạn. Thì cái tên luôn trở lại vào sân. Mình phía đội Phong Si Bon như là thủ môn Tiến Đạt cũng đã quay trở lại để chắn giữ khung thành cho các thủ Phong Si Bon các bạn. Đấy à. Trung Hiếu, Hồng Phúc, Trường Đen được bắt bài của cầu thủ số 19, đó là Thanh Nhã các bạn. Chuyện Tiến Đạt dành cho Trường Đen. Tiến Đạt và đó là chuyện của Hoàng Quy các bạn. Kéo luôn. Bài bóng Hồng Phúc, đường chuyện của Hồng Phúc đến vị trí của Trung Hiếu như chưa thành công.
lại là bò. Bò làm gì đây? Không đâu. Phải điểm rất mạnh cho bò. Còn Tiến Đạt cũng đã có được một cạn bá thành công. Ủa nhà mai, chú lại luôn đấy chứ lộn. Nhà mai chạy lại chứ. Đúng rồi con. Đó là phải những điểm của Kim mua. Thì chưa thắng được thủ môn Tiến Đạt. Đại Thanh Nhã Kim mua đánh ngon. Đại lợi Y Trần các bạn, Y Trần cũng đã vào sân. Bên phía đội Y Trần hết trên. Một cô gái, một cầu thủ nữ duy nhất trong sân của chúng ta sẽ trận đấu giao hữu vào chiều ngày hôm nay tại sân Hương Việt các bạn, trên mặt sân Nông tại đội Hoàng Huy. Đó là đường truyền của dành cho Trung Hiếu. Trung Hiếu chưa được. Đây là Hồng Phúc chưa được các bạn. Thanh Nhã. Đây là Bò chưa được. Đó là đường truyền chưa thành công của Kim Hùa. Đây là Trung Hiếu. Dứt điểm. Đó là bàn thắng của Trung Hiếu. Đang số lần 8-0 cho các rổ Phong Sì Bo FC các bạn. Chị Minh Khôi dành cho Kim Hùa. Nhận là Minh Khôi. Y Trần các bạn. Đây là Bò. Bò dứt điểm. Không hầu. Và đây là một trận giao hữu để sự khởi động của hai đội bóng chúng ta để ngày mai chuẩn bị giải đấu tại sân Hiếu Trung các bạn. Sẽ tính tính liều. Chào Hoàng em đã bán rồi. Kiếm luôn. Sẽ là thường đáo biên dành cho các rủ Phong Sì Bo các bạn. Và thì coi thì bóng chưa được. Đây là Bò. Thường đủ các bóng của Bò sẽ là thường đủ đáo bằng góc dành cho các rủ Phong Sì Bo. Chiều nay thì vào cũng giờ 16:30 các bạn, 4:30 PM. Chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu với hai đội chăm sóc sức khỏe Bảo Châu và có rủ vật liệu xây dựng Trường Hưng tại giải bóng đá ấp 7 sóng Trăng Lít, tranh cúp nước suối Bảo Ngọc sẽ diễn ra tại sân đá Hương Việt. Anh Phong ơi, có hết hiệp không anh hay là đá luôn? Chào em đâu rồi nữa. Vậy Quốc Đại cũng được tung cho ra vào sân bên phía trong Phong Sì Bo cũng như là hội số 10 đó là Kiện Nam mà Kiện Nam Quốc Đại nào đủ vào sân các bạn. Kiện Mua đây là Kiện Nam mà và đây là thủ môn Tiến Đạt rất hay. Kiện Nam mà và đây bóng đỡ chừng rất hay. Kiện Nam mà làm gì đây đi chi. Đó là trong phòng học các hai bóng đó là phòng học của bộ ba Kiệt Nam à. Hồng Phúc vào bảy điểm cuối cùng đó là của Quốc Đại các bạn, chưa thêm bật có bàn thắng thứ 9 cho các đội Phong Sì Bo. Đó đường truyền của Trường Đen. Hồng Phúc dẫn là Trường Đen. Hồng Phúc đường chiếu điểm của bầu và góc dành cho các đội trắng. Dứt điểm của bầu tiếp tục vào góc. Đại Kiệt em à, Quốc Đại. Quốc Đại sẽ làm gì đây? Đây là Trường Đen. Hậu Phúc Kiệt em à, liên tục là những bàn phối hợp rất đẹp các hay không bao. Họ được chỉ cục hai của Kiệt Nam dành cho Trường Đen các bạn. Phối hợp và dứt điểm cuối cùng chưa thành công.
Đây là kỳ điểm 3. Kỳ điểm 3. Không bao. Bóng rơi xuống vùng Duy Khánh. Gọi là Kim Hùa. Đá biên dành cho cao thủ Phong Sĩ Bò. Và đồng hồ Hàn Quốc. Đây là đồng hồ Phạm Lõi rồi. Đá biên dành cho cao thủ Phong Sĩ Bò. Tao không nổi giáp dọn ơi. Đây là kỳ điểm 3, rất kỹ thuật. Đây là kỳ điểm 3 làm gì đây? Chọn khe. Đây là Trường Đen và đây là Quốc Đại. Dẫn đầu Quốc Đại. Hồ Lê Chi nhìn cho Hồng Phúc. Quốc Đại làm gì đây? Rất kỹ thuật. Cứu Dương Đế mô. Đó là thằng Quốc Đại nên số lên 9-0 các bạn. Đó là chị của Bình Thôi. Đây là Duy Khánh các bạn. Dạ Duy Khánh. Đủ quá anh ơi. Hàng thủ đá biên dành cho cao thủ Phong Sĩ Quốc. Quốc Đại. Dẫn ra các thủ Phong Sĩ Quốc. Dứt điểm không bầu. Đó là đủ cản phá của thủ môn Phương Quang. Đây là Quốc Đại. Đội chị dành cho Hồng Phúc. Hồng Phúc dứt điểm không bầu. Vòng Phương Hoàng đã có chính xác đúng như rồi. Duy Khánh. Đây là Bến Khôi. Không nhận còn. Chẳng là Bến Khôi, gắt kỹ thuật. Bến Khôi làm gì đây? Mình chỉ cho Duy Khánh. Thì là xin lỗi các bạn, đây là Khát Phong. Đây là Ý Trần. Đây là Lê Duy Khánh các bạn. À, xin chào Long Ca Ca. Chiều nay Lê Duy không có like xong mà hậu rồi Long Ca Ca ơi. Có lẽ là có kèo 7 giờ mà bể xô rồi. Cũng dưới đêm không bao. Lưới đã gùng các bạn. Lưới đã gùng nhìn chiều con hẳn trong đủ không xịp không. Đó là Bích Chiên hơi mạnh. Đó là chiều Trường Đen dành cho Quốc Đại. Bóng lên dành cho các thủ Ý Trần. Đây là Minh Khôi. Khán phòng Duy Khánh. Đó là được chiến cho Khán phòng. Khán phòng làm gì đây? Không vào. Để làm góc cho cao thủ Y Trần hết chứ. Không ra đi hết thì bị dọc. Quốc Đại. Không dẫn con. Kỳ tế má. Không vào. Sẽ làm được đó một góc dành cho cao thủ Phong Sĩ Bò. Bến Khôi góc kỹ thuật. Chẳng là Bến Khôi. Bến Khôi lên trên. Khán phòng. Đây là Khánh Đinh Duy Khánh. Khán phòng. Nhận là Khánh Đinh. Và dứt điểm chưa thành công của Khán phòng các bạn. Bóng rơi xin lỗi bạn. Đó là cầu thủ đá biên lên dành cho cầu thủ Phong Sĩ Bò. Kiện đem ba. Người cho khe hướng đến vị trí của Hồng Phúc. Hồng Phúc sẽ làm gì đây? Không bao. Sẽ làm cái đúng. Bóng lên cho thủ môn Phương Quang. Dưới cánh. Đã biên cho cầu thủ Y Trần.
dưới cánh. Đi trần các bạn, vẫn là khăn rủ. Đi trần hết thế, đây là khăn phòng. Khăn phòng, chân đêm, không cầu. Thiệt em à, quá đại một phải một cấp độ quá đại đây là tình huống 3-2 các bạn. Quá đại đương nhiên, và đây là Sương Đen Hồng Phúc dở là quá đại, đây là Sương Đen Vũ Dứt Đến chưa thắng được thủ môn Phương Quang. Các phòng và mọi người chưa thành công của hàng phòng kiện thế mà quán đại Hồng Phúc rồi kiện thế mà Trường Đen các bạn. Hồng Phúc và đây là kiện thế mà chưa được, đây là Minh Khôi một đường gì cho Kháng Phạm. Kháng Phạm làm gì đây, đối mặt thủ môn chưa được là Kháng Phạm, không bầu. Đó là chị Duy Khánh. Đây là Minh Khôi. Chưa được. Đây là Quán Đại. Quán Đại chỉ vẫn chơi Trường Đen. Quán Đại hết đường 10.000 các bạn. Sẽ là phải đủ có bóng lên cho cao độ ý chẳng. Xin chào xưa thầy Sang ở đây vẫn là Sang Nông hả? Ok, đó là Sang Nông thầy Sang ơi. Và thầy này gọi thằng Giao Hữu trên mặt Sang Nông. À như vậy, trọng tài anh Phong Sì Bo các bạn thổi còi để cho hai đội bóng ta nghỉ giải lao một chút rồi vô đá tiếp. Hết hiệp 1 các bạn ơi. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong mấy phút và sau đó sẽ tiếp tục quay trở lại theo dõi đấu thứ 2. Một nữa cảm ơn thầy Sang, thầy Long Kaka, thầy Hiệp Đồ Lát hơn. Ok thầy Sang mai sang năm nữa. Thank you.
dặn ghe đã đúng giờ không ta? Còn cái này còn mình còn 15 phút nữa hết rồi. Nó muốn nghỉ rồi. Dạ. Cái này chịu cũng nổi đâu đó, thôi đâu chết đi. Gà đá tiếp đi ơi. Ê. Gà đá tiếp không? Gà đá tiếp, đá tiếp. Vậy trong tài Fox Sports chúng ta phải coi. Đêm mai chúng ta bắt đầu quan. Cái đội 1 thì một chiến thắng xin lỗi bạn, một lợi thế đang nghiêng về cầu thủ Fox Sports. Tỷ số là 9-0, chiến thủ Y Trần HC các bạn trong hiệp 1. Chúng ta cùng chờ xem trong hiệp đấu thứ hai này. Tỷ số sẽ thay đổi như thế nào. Và các đội trên sân chúng ta sẽ đến quý khán giả của các bạn như phong hay, những phong đẹp như là những siêu phong thế nào, chúng ta cùng chờ xem các bạn. Và liệu cầu thủ Y Trần có thể ghi bàn cố gắng số hay là cầu thủ Fox Sports tiếp tục tăng tỷ số không? Hãy cùng chờ xem. Đây là bóng chuyền, bóng thì hết được bây giờ đá biên cho các cầu thủ Y Trần HC. Đây là bò đường chuyền về dành cho Duy Khánh. Bóng đại bên chuyền, còn đây là Hoàng Quy, Quý Hoàng các bạn. Bóng đại dưới đêm công bầu, bóng lên dành cho thủ môn Phương Quang. Duy Khánh, đây là Phương Quang. Sẽ là tình huống đá biên cho cầu thủ Phong Sì Bo. Đây là Quang, là Quý Quang. Quang người chị còn đủ số 12, đó là Tướng Vũ Quý Hoàng, có cây, có cây. Tướng Vũ, wow. Tướng Vũ vừa ghi bàn, số lên 10-0 cho cái thủ Phong Sì Bo các bạn. Đây là Duy Khánh. Và đây bóng của Duy Khánh. Có chắc có gì anh. Dạ là Duy Khánh các bạn, cùng chiền nhìn cái bò. Thủ môn Phước Quang. Đây là bò làm gì đây? Duy Khánh ở mặt tường. Đó là hướng đi bóng của Tướng Vũ. Tướng Vũ chiền bóng xuống đây. Bóng đại làm gì đây? Vẫn là cái đội Phong Sì Bo. Tướng Vũ, Quý Hoàng,
bóng đầy cũ dứt điểm, không vào dứt điểm, không vào luôn bạn. Trước đó thì đội em Huy Quang đã cản phá thành công, cũ dứt điểm bóng đầy. Lên bò mình cho khe dành cho khác không, và mình cho khe hơi mạnh bóng lên dành cho thủ môn phía đội Phong Si Bo, bạn đó là thủ môn Tiến Đạt. Hôm nay đội Phong Si Bo mang đến một dàn cầu thủ rất đông, rất chất lượng các bạn. Minh Chuồng bóng lên đi hết được biên dọc rồi, đã biên cho cầu thủ Yên Trần hết rồi. Đây là bò dưới gánh Khang Phạm, đây là bò làm gì đây, dứt điểm chưa thành công. Chiếc dây dày Khang Phạm, Khang Phạm chiếc dây dày không thì đâu, ta được tiếp tục đứng vũ vũ dứt điểm không vào. Hiện tại xác định sẽ có thủ đáp bên đã bên cho các cầu thủ Trần các bạn. Ta sẽ đến với một tình huống đá bên dành cho các cầu thủ Huy Trần và Khang Phong đang đứng trước quả đá bên này. À bò các bạn, bò bò. Đó là pha dứt điểm thành vàng của bò. Mr. Bò. Tờ bò vừa ghi vàng, cố gắng xuống còn 1-10 cho cầu thủ Huy Trần các bạn. Để chúng đá bên. Minh Chuồng đứng vũ trộm rồi, đây là Minh Chuồng mừng chiền chưa được, đây là bò làm gì đây, bò dưới đêm không vào bóng lên thành công Tiến Đạt. Đây là Quý Hoàng rất kỹ thuật, đó là mừng chiền rất hay dành cho Minh Chuồng. Chữa đường đây là kiếm luôn. Chẳng là Quý Hoàng các bạn. Các phòng thu duy cảnh đã bị dành cho cầu thủ Phong Xì Bo. Đây là Quý Hoàng. Chẳng là Quý Hoàng. Có thầy Tuấn Vũ đó là người chiền giặc biên Quý Quang các bạn, không thì hết đường biên dọc Duy Khánh có thầy, đây là kiếm vua và cao phóng kịp thời của cầu thủ số 12 Tuấn Vũ. Khán phòng và đây là thủ môn Phương Quang Duy Khánh bản công cho các đội Trần các bạn. Vẫn là Duy Khánh rất kỹ thuật, thường chiên hướng đến vị trí Khang Phong. Đủ các bóng Minh Chuồng và đủ tốc độ của Minh Chuồng. Minh Chuồng và Quốc Đại đang đấu mạnh thủ môn. Đủ đại, vô. Đó là thắng Quốc Đại. Lại số lên 11-1 các bạn. Quốc Đại vừa ghi bàn và đó cũng là cú hat-trick của Quốc Đại trong trận đấu ngày hôm nay. Một tim mới được tung vào sân và phía đội Phong Si Bo chúng ta có hữu số 19 vào sân, đó là Vũ Phương các bạn, có số 10 đó là Kiệt Nam Mao vào sân và còn cái xe này đó là Hoàng Quy cũng vào sân. Quốc Đại Vũ Phương còn đi hết được biên dọc rồi, đã bị nhìn cho các thủ Y Trần này như người Khánh Đinh Đinh Duy Khánh vẫn là Duy Khánh một đường chuyền hướng đến vị trí kiếm vua một đi hết được dọc đã bị ngược trở lại dành cho các thủ Phong Si Bo này. Đây là bóng đầy, đây là bó không vào, đây là Đinh Duy Khánh các bạn, đường chuyền nhìn cho mình thôi. Mọi người chưa được thành công, đây là Kiệt Ném Hoa, rất kỹ thuật. Đó là Kiệt Ném Hoa làm gì đây?
đó đội chiên dành cho Vũ Phương, một đội chiên chưa vào, như vậy bóng đá lăn vào lưới rồi, đã còn đang thứ 12 dành cho Vũ Phương Sibo các bạn. Đây là Minh Khôi, Khánh Đinh, đây là Y Trần, cầu thủ nữ duy nhất cho trận đấu chúng ta các bạn. Y Trần, mình chủ tịch của câu lạc bộ Y Trần hết trơn. Đây là Y Trần làm gì đây? Mình bóng Y Trần. Đây là Kiến Nem à. Còn là chuyện của Hoàng Huy các bạn. Này Vũ Hương. Còn là chuyện Vũ Hương cho Hoàng Huy. Hoàng Huy làm gì đây? Dưới đêm không? Góc cho các bộ Sibo không? Sibo các bạn. Vũ Hương. Có cài. Vũ Hương vẫn là các bộ không Sibo. Vẫn là các bộ trắng. Chị có thầy Hoàng Huy làm gì đây? Dẫn đầu quốc đại. Và đây là Kiệt Ném á. Một chuyện dưới đêm không bầu. Đúng là Ramona chỉ bóng dành cho quốc đại. Và sau đó quốc đại dứt điểm. Đúng môn Phương Quang cũng đã càng phá được công dưới đêm không bầu. Liên tục là những bà dứt điểm của các thủ không Sibo các bạn. Anh vậy thanh nhã vào sân, mình bị đội Y Trần đó chơi. Đây là Duy Khánh, thủ môn Phương Quang, Y Trần. Đội bóng cấp độ Y Trần. Sẽ làm thủ đúng đá biên cho các thủ Y Trần đó chơi các bạn. Giang Nhã, Thanh Nhã bạn, Minh Khôi, rất kỹ thuật. Này là Kiệt Ném á, rất kỹ thuật, chưa được. Minh Khôi làm gì đây? Thanh Nhã dưới đêm không bầu. Sẽ là một thủ không lên, thủ một tiếng nhạc. Hoàng Huy. Và đây là Kiệt Ném á. Và ghi bóng của chị Ném Ma các bạn, mình chị cho bạn quý vẫn là các thủ không Sibo. Và điều trị nhà chơi Vũ Phương vẫn là các thủ không Sibo, rất dễ thương, phòng hồng rất nhịp nhàng. Đây là Quốc Đại. Xin chào anh Linh và Đá Nà, hỏi là Sóc Trăng mưa không? Mà Sóc Trăng đang có mưa, mà mưa chỉ mưa 5 găm thôi anh Linh và Đá Nà lên chuối. Cái điểm không? Cũng bóc cơ Quốc Đại các bạn. Tiếp tục nâng đẩy số cho các thủ không Sibo. Chào Linh và Đá Đà. Ở Sóc Trăng thì mưa nhỏ ra lên đây, xuống Mỹ Hương thì mưa lớn các bạn. Sửa tám Hồng Phúc cũng đã đủ chung sẵn sàng quá sẵn. Đây là Y Trần. Y Trần sẽ làm gì đây? Mày bỏ Y Trần. Con dịch trên sân. Mới khơi. Đây là Khánh Đinh các bạn. Ý chạy ý chơi chú Khánh chuyện kìa. Hơi thở có ai như vậy. Sẽ đầu tình huống là đá vào góc dành cho các thủ. À xin lỗi bạn. Phá bóng lên dành cho thủ môn Y Trần. Bên phía đội Y Trần các bạn. Khánh Đinh. Hoàng Huy và đây thủ môn tiếng Nhật. Vẫn là Hoàng Huy. Thời gian của trận đấu chúng ta sắp hết rồi. Và đảo Trương Duy Giang đồng hồng của Kiệt Ném á. Và đây là phải điểm của Vũ Phương không bầu. Và gặp bóng kịp thời chép góc của thủ môn Phương Quang. Đây là Hoàng Huy. Và các bóng Thanh Nhã. Thanh Nhã làm gì đây?
chữa được. Thiệt đi mà. Quang Huy. Sẽ là một tình huống đá biên dành cho các thủ Y Trần. Bỏ chạy đi, một là bỏ chạy, hai là lại gần, đừng có đứng dậy khó lấy bánh lắm. Đây này, khẳng định đá biên các bạn. Hello Linh Bà Nana. Hello Linh Bà Nana, em chưa hiểu câu hỏi nha. Đó là phản ứng bóng kịp thời của Quang Huy các bạn. Đá biên cho các thủ Y Trần. Y Trần sẽ làm gì đây? Không đi hết được bây giờ. Hoàng Huy. Kiệt đây mà. Rồi bóng kiệt đây mà. Đây là Y Trần và đây là Minh Khôi. Rất kỹ thuật, cần Minh Khôi. Đây là Y Trần. Đường chuyền cho Thanh Nhã. Đường luôn đấu yên các bạn. Đấu yên cho cầu thủ Y Trần ở trên. Anh Phong Sibo ngày hôm nay là trọng tài bắt rất dễ các bạn nha. Trời, bởi vì thổi các bạn nhỏ xíu. Thổi không nghe đi các bạn. Sẽ làm thủ đáo yên cho con thủ Y Trần. Anh Nhã Minh Khôi. Đội bồn Phương Quang. Đó thầy là Minh Khôi. Minh Khôi phản công cho con thủ Y Trần đó chứ. Mình coi làm đây, đứng chiến cũng hay. Không đâu. Đó là ba cái điểm của Khánh Đình các bạn. Và thủ môn Tiến Đạt là cản phá thành công. Tiền đạo với thủ môn bên kia sao mà mặt đồ giống nhau đó các bạn. Đây là mình coi. Đó là bài chế điểm của Khánh Tinh các bạn, sẽ làm tình huống và góc tiếp tục. Xin chào Quang Kiều. Cho xin số điện thoại. Xin số điện thoại đi lại, xin số điện thoại bệnh viên có cho chạy trong bên dưới đó các bạn. Số điện thoại bệnh viên là 0976855067 các bạn. Số điện thoại của Sang Hương Việt là số điện thoại bệnh viên. Bệnh viên đã cho chạy kiểu bên trước rồi, cũng như là cho chạy như bằng mô tả. Chúng ta có thể liên hệ nha các bạn ơi. Chào Đỉnh Đen. Sẵn này sẵn hướng việc sẵn căng Đỉnh Đen ơi. Mới coi. Và đây là Thanh Nhã. Mình chỉ cho đây là một vị trí chưa thành công hoàng. Bỏ nó chưa thành công. Lên đây. Này là kiệt ném à. Đi chơi. Và đây bóng Minh Khôi. Minh Khôi làm gì đây? Đỉnh Đen là nhắn là em không lên đường chế y ơi. Đó là nhắn Đỉnh Đen. Đây là Khánh Đinh. Minh Khôi. Quang Kiều là nhắn là xin số điện thoại phòng live các bạn. Một số điện thoại phòng live là sao ta? số điện thoại của chú Thịnh lên tập rồi mà. Hello khán giả Hoàng Kiều. Và đây là kiệt đếm à. Một hai dưới đế vô. Và đội bóng rất hay của kiệt đếm à các bạn. Ê. Rất cảm giác. Chứ phải đọc hạt trên gì vậy? Tỷ số tiếp tục được tăng lên. 4-1 trong đội bóng sửa. Thanh Nhã.
để bóng kính em ạ. Đó là chị Ngọc Phúc dâng điểm vào. Đó là Đặng Trung Hiếu. Trung Hiếu dường như bạn tiếp tục đăng tỷ số cho cầu thủ Phong Sĩ Bo các bạn. Đây là thủ môn. Đó là thủ môn Phương Quang. Đã bị cho các thủ không chỉ bò. Xin chào anh Quang Kiều. Đó là nhắn là dạ ok, số điện thoại của em là 0976855067 Quang Kiều ơi. Đây là Trung Hiếu. Ông Phúc. Đây là ông Phúc các bạn. Trung Hiếu. Kiệt đêm à. Bạn có bóng y chưa? Vậy là khác không? Vẫn là các thủ y chang hết trời. Tập hợp chưa thành công các bạn. Đây là kỳ đếm 3, một pha giữ đếm chưa thành công. À, như vậy trong tài anh Phong Sibo cũng đã thổi còn kết thúc trận đấu rồi. Chiến thắng dành cho Phong Sibo, chúc đội chồng dành số 15-1. Thì Duy xin tạm dừng trận đấu tại đây và sẽ có đường liên mới chúng ta theo dõi trận đấu siêu cơ điện của giải ở 7 trang clip các bạn.